chấp. Em tên là Uyên. Em biết đến trung tâm này là vì em có coi clip YouTube với lại em ủng hộ thầy Dương Văn Châu. Thì lúc đó em vô tình em search về thần kinh tọa thì em thấy thầy có chữ cho một cái chú có học trong lớp chị Liên Tâm. Thì đó em search Facebook và em tìm rồi. Khi mà em học được mấy buổi như học mấy bài bơm máu với lại chữ đau bay gáy với lại coi thêm clip của thầy Châu trên mạng thì em làm cho mẹ thần kinh tọa, mẹ nó bút nhiều lắm. Tại vì trước đó thì em có mua cái bộ giác thôi á, và em giác cho mẹ em thì nó đỡ có lúc đó thôi, chịu nó bị lại. Nhưng mà giờ em làm theo phương pháp này á thì mẹ em bớt không được con lên rồi. Mắt xe tròn ôi bé cưng, nhìn cha con cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ. Chị Linh Hồng, chị bị đau thần kinh tọa cũng mấy chục năm rồi. Rồi chị cho con gái chị á, thì con gái chị về là cũng tự làm cho chị. Thì chị thấy cũng giảm được 50%. Rồi hôm nay chị đến lớp, chị coi. Dõi theo con từng bước chân, ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Tôi tên là Đỗ Thị Hường. Trong quá trình tôi học ở đây thì có đưa cháu đi theo học. Tối về thì nó cũng có đấm bóp, nhưng mà hôm nay đúng là tôi bị người nó hơi mệt mỏi mà đau lưng. Bé nó chỉ làm vài động tác là bấm huyệt phía sau lưng, sau gáy và nó massage ở trên. Thì sau đó thì tôi thấy nó người nó cảm thấy nó thoải mái và nó khỏe hơn trong cả một ngày. Ngày đến lớp dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con, bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi thơ con trôi qua rất mau, ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con dấu trong ngăn bàn, lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn, lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu xa. Suốt một đời đâu dễ quên, vầng trăng kia sẽ soi ấm con,
sau cơn mưa nắng sẽ trong, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày còn lớn, một ngày còn khôn, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ còn từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư nhớ mấy mang trao đến con, chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên giấc mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến.